cầu thủ Văn Hậu không ở lại Hà Lan, sang Pháp thăm tháp Eiffel và nhà thờ Đức Bà. Đoàn Văn Hậu chính thức nói lời chia tay SC Heerenveen vào ngày 10 tháng 7, sau khi không tìm được tiếng nói chung với câu lạc bộ của Hà Lan. Sau khi chia tay, Văn Hậu không ở lại tập luyện duy trì thể trạng, mà sang Pháp. Anh tranh thủ đi du lịch, thăm thú một số địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Paris như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà. Hậu vệ sinh năm 1999 tỏ ra rất thích thú. Văn Hậu sang Pháp nhiều khả năng để chờ chuyến bay về Việt Nam. Theo lịch trình của công dân Việt Nam về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuyến bay từ Pháp có sớm hơn so với ở Hà Lan. Hậu vệ 21 tuổi đã trải qua 4 tháng chưa tham gia một trận đấu chính thức nào. Anh chỉ tập chạy duy trì thể trạng. Về Việt Nam, Văn Hậu tiếp tục thi đấu cho Hà Nội FC. Thị trường chuyển nhượng V-League giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8. Hiện tại đã là 16 tháng 7. Văn Hậu có nhiều khả năng chỉ có thể chơi cho Hà Nội FC vào đầu tháng 8. Thậm chí sau khi lượt đi V-League 2020 kết thúc vào ngày 3 tháng 8. Khi về nước, Văn Hậu sẽ bị cách ly tập trung 14 ngày rồi mới về Hà Nội FC hội quân. Trong khoảng thời gian này, anh cũng sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì thể trạng để có thể ngay lập tức thi đấu tại V-League. Netizen chỉ trích Đoàn Văn Hậu vì đi du lịch Paris không đeo khẩu trang giữa đại dịch Covid-19. Văn Hậu liên tục khoe những hình ảnh đi du lịch tại Paris, Pháp. Tuy nhiên anh chàng không đeo khẩu trang, khiến người hâm mộ lo lắng vì dịch bệnh ở châu Âu vẫn diễn biến phức tạp. Tối ngày 15 tháng 7, Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh check-in gần tháp Eiffel thuộc thành phố Paris, Pháp. Văn Hậu đang vui vẻ tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi về Việt Nam sau chuyến xuất ngoại đầu tiên trong sự nghiệp. Anh chàng viết lời dẫn bằng tiếng Anh, thể hiện tinh thần lạc quan. Tạm dịch, hãy luôn mỉm cười dù điều gì xảy ra đi chăng nữa. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu lại bị chỉ trích nhiều hơn là khen ngợi bởi những bức ảnh mà anh chàng đăng tải mấy ngày nay. Điểm chung trong những bức hình sống ảo là Văn Hậu không hề đeo khẩu trang ở nơi công cộng hay địa điểm du lịch. Tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu vẫn diễn biến phức tạp. Người hâm mộ cho rằng cầu thủ sinh năm 1999 ít nhất nên biết cách bảo vệ mình bằng việc đeo khẩu trang. Chị Nhung 17, bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 đã từng đi qua, đeo khẩu trang vào hậu ơi, bên đó đang có dịch, lang thang lại dính Covid-19. Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của chàng tuyển thủ, nhưng cũng có những người chỉ trích gay gắt cho rằng Văn Hậu thiếu ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đáng nói, ngày 14 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo nước Pháp đang có dấu hiệu cho thấy virus dần trở lại. Vì vậy cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa tốt nhất như khoảng cách, mang khẩu trang và sử dụng nước rửa tay khô. Trong những tuần tới, từ mùng 1 tháng 8 năm 2020, người dân bắt buộc phải mang khẩu trang tại những địa điểm như bảo tàng, bệnh viện, bưu điện, các thư viện, ngân hàng.